Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nhậm Đại Bác không mất tích mà bị bắt giam. Vừa qua vào thứ Ba ngày 7 tháng 4 năm 2020, một cơ quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông báo ông Nhậm Chí Cường, người từng lên án Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, được phát hiện mất tích từ ngày 12 tháng 3 năm 2020 thì đang bị giam giữ để điều tra. Vào tối ngày 7 tháng 4 năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Bắc Kinh đã phát đi thông cáo cho biết nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoa Viễn Nhậm Chí Cường liên quan đến vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, hiện đang bị Ủy ban Giám sát Kỷ luật ở Tây Thành, Bắc Kinh xem xét kỷ luật và giám sát điều tra. Đây là hình ảnh ông Nhậm Chí Cường, có biệt danh là Nhậm Đại Bác bởi lối nói rất thẳng thắn của ông đối với tất cả các vấn đề mà ông quan tâm. Cụm từ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng thường được chính quyền Trung Quốc sử dụng vào các vụ án liên quan đến chính trị hoặc tham nhũng ở nước này. Trước đó, ông Nhậm Chí Cường có một bài viết trên mạng với tiêu đề "Chú Hề lột đồ, cương quyết trở thành hoàng đế", nhằm châm biếm ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhưng không nói đến tên cụ thể. Bài viết này lên án bài phát biểu của ông Tập Cận Bình tại hội nghị truyền hình với 170.000 quan chức tham gia vào hôm 23 tháng 2 năm 2020 và tiết lộ chính quyền Trung Quốc che giấu dịch viêm phổi Vũ Hán. Điều này đã làm cho Bắc Kinh khó chịu và lên án Bắc Kinh chúc mừng chính mình đạt được thành tích trong thời kỳ khủng hoảng dịch bệnh mà không phải là xử lý sai lầm mà họ gây ra. Ông cũng tố cáo tình trạng truyền thông nhà nước bị bịt miệng đã không đưa ra báo động đối với công chúng và những người đơn độc đưa ra cảnh báo như bác sĩ Lý Văn Lượng đã bị buộc phải im lặng, kỷ luật và thậm chí sau này chính ông đã phải chết vì chính loại cúm Vũ Hán đó. Ông viết như sau, ý đồ dùng các thành tích vĩ đại để che đậy đi chân tướng sự thật, giống như là tình hình dịch bệnh phải thông qua phê duyệt vào ngày 7 tháng 1 thì mới được bắt đầu. Vậy chuyện gì đã xảy ra vào tháng 12 năm ngoái? Câu hỏi được đặt ra, tại sao không công bố tin tức kịp thời? Vì sao xuất hiện trên đài truyền hình vào ngày 1 tháng 1 để truy cứu 8 người tung tin đồn? Và vì sao lại có bài khuyên nhủ vào ngày 3 tháng 1 sau đó? Ông viết như vậy. Bài báo chỉ ra thực tế có thể thấy từ dịch bệnh này là Đảng đang bảo vệ lợi ích của Đảng, các quan chức đang bảo vệ lợi ích của các quan chức, và quân vương thì chỉ bảo vệ lợi ích và địa vị cốt lõi của mình. Chính loại thể chế này, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không công bố sự thật và chân tướng mà còn tung tin đồn, hạn chế và ngăn chặn sự lan truyền của sự thật. Vì vậy, mới gây nên sự việc lây lan không thể kiểm soát được dịch bệnh trong thời gian vừa qua tại Trung Quốc và trên khắp thế giới. Bài viết được chia sẻ không lâu thì ông Nhậm Chí Cường cũng mất tích và xuất hiện nhiều tin đồn xung quanh sự kiện biến mất của ông trong thời gian đó. Đây là hình ảnh Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn trong buổi phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới ở Bắc Kinh vào ngày 8 tháng 7 năm 2019. Và nhiều bạn bè của ông đã xác nhận không liên lạc được với ông Nhậm Chí Cường từ ngày 12 tháng 3. Từ khi ông Nhậm Chí Cường mất tích đến nay, các thông tin không chính thức liên quan đến tình cảnh ông gặp phải sau khi bị bắt cũng liên tục được lan truyền. Có thông tin nói ông bị giam tại căn cứ địa Mãnh Sơn, Sương Bình, trực thuộc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Bắc Kinh. Ông tuyệt thực 2 ngày để kháng nghị. Vào ngày 25 tháng 3, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từng dẫn lời một người cung cấp thông tin nạc danh nói rằng người nhà và thư ký của ông Nhậm Chí Cường cũng bị bắt. Đây là những cái thông tin mà đối với những cái đất nước theo chủ nghĩa cộng sản họ vẫn thường làm như vậy. Và bản thân ông Nhậm Chí Cường hiện bị chính quyền giam giữ, bất kỳ ai cũng không được phép nhúng tay vào, không được phép can thiệp, không thể cầu xin. Có thể cũng bao gồm cả Vương Kỳ Sơn, Phó Chủ tịch Trung Quốc, người có mối quan hệ mật thiết với ông Nhậm Chí Cường. Nhậm Chí Cường được cho là có mối quan hệ thân thiết với ông Vương Kỳ Sơn, một nhân vật khá nổi tiếng trong đội ngũ chính trị ở Trung Quốc. Và kể từ khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát đến nay, có thông tin cho rằng ông có mối liên hệ bất thường với Vương Kỳ Sơn và ông cũng không ngừng tiết lộ tình hình về dịch bệnh và cáo buộc chính quyền che đậy sự thật.
và điều đó dẫn đến những hậu quả ghê gớm và tai hại không phải chỉ cho nhân dân Trung Quốc mà cho cả nhân dân trên thế giới, mà cho đến ngày nay chưa có điểm dừng, với hơn 80.000 người đã chết và hơn 1 triệu người nhiễm bệnh. Và truyền thông Hồng Kông đã tiết lộ chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc công khai xử lý vấn đề của ông Nhậm Chí Cường là do Ban Bí thư, Thành ủy, Bắc Kinh, Thái Kỳ chỉ đạo vào hôm 6 tháng 4 được đưa ra. Đây là hình ảnh cắt từ video Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Đài Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc. Theo nguồn tin này, thì vụ án ông Nhậm Chí Cường do Ủy ban Kỷ luật khu Tây Thành xử lý. Điều này cho thấy ông Thái Kỳ cũng không muốn làm sự việc lớn thêm, chỉ cần có thể giao phó với Trung Nam Hải là được. Thông tin chỉ ra, về mặt xử lý ông Nhậm Chí Cường, xử lý về mặt đảng là nhất định có, xử phạt nghiêm trọng nhất là khai trừ đảng tịch, sau đó bàn giao xử lý theo pháp luật. Thì đây là những quy trình cũng tương đối giống với Việt Nam, do ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng vẫn hay đề ra là xử lý đảng đã rồi mới đến chính quyền. Và đến lúc sang trình tự tư pháp thì sẽ phải phạt tù, do đó bố trí tốt nhất là có lẽ là xử lý về mặt đảng, sau đó thả ông ra, yêu cầu ông về sau không được nói, không được tiếp tục phát biểu những ngôn luận tương tự như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên ông Nhậm đối diện với rắc rối pháp lý. Được biết, vào tháng 2 năm 2016, trên trang Weibo, ông Nhậm Chí Cường đã công khai chỉ trích biểu ngữ CCTV mang họ Đảng, tức là Đài Truyền phát thanh và Truyền hình Trung Quốc mang họ Đảng, khi đăng căng biểu ngữ có nội dung CCTV họ Đảng tuyệt đối trung thành, mong ngài kiểm duyệt, để chào đón ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Và sau đó, ông bị Ủy ban Kỷ luật Tây Thành, tức là Bắc Kinh, cáo buộc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng, xử lý lưu tại tổ chức Đảng để quan sát thêm một năm nữa. Và tài khoản Weibo của ông này có 37 triệu người theo dõi, nhưng sau đó cuối cùng cũng đã dưới áp lực của chính quyền, của nhà cầm quyền Bắc Kinh, họ bắt buộc phải khóa tài khoản của ông lại. Và cho đến nay, tình trạng vẫn như vậy. Và giới quan sát cho rằng ông Tập Cận Bình đang ở trong thế tiến thoái lưỡng nan trong xử lý vụ việc của ông Nhậm Chí Cường. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trở thành nhà lãnh đạo quyền lực nhất kể từ thời Mao Trạch Đông cho đến nay. Và nếu xét xử nghiêm thì phạt nặng thì sẽ gặp phải dị nghị và áp lực chính trị của các bên trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với trường hợp của ông Nhậm Chí Cường. Nếu xử nhẹ mà bỏ qua thì có thể khiến cho nhiều người khác cũng làm theo ông Nhậm Chí Cường. Điều này cũng khá nguy hiểm cho Đảng vì nó thành một cái trào lưu phản đối Đảng Cộng sản, phản đối những cái người mà ngay cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng sẽ phải đối đầu. Và Đài Phát thanh và Tiếng nói nước Pháp AFI cho rằng việc bắt giữ ông Nhậm Chí Cường là một nỗ lực của chính quyền Trung Quốc nhằm dập tắt mọi tiếng nói chỉ trích trong nội bộ, trong bối cảnh tính chính danh và chính đáng của ban lãnh đạo bị thách thức do để cho đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát. Và hiện nay các nước trên thế giới rất khó chịu, và đặc biệt là Mỹ, vì cáo buộc Trung Quốc đã giấu thông tin. Và tờ báo Liberté của Pháp vào ngày 8 tháng 4 đã dẫn lời của bà Wang, thành viên của Ban Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Quốc tế, nhận định rằng ông Nhậm là một doanh nhân giàu có, cũng như thành viên của giới tinh hoa trong đảng, không phải là một nhà hoạt động hay là một nhà ly khai. Ông ta phê phán chính quyền, nhưng không thực sự phản đối sự lãnh đạo của đảng. Việc bắt một người như ông ta cho thấy Chủ tịch Tập Cận Bình giờ đây đã không còn chấp nhận bất cứ hình thức bất đồng chính kiến nào trong nội bộ. Bà đã nói như vậy. Và quả thật như vậy thì Trung Quốc bắt đầu thực hiện chiến lược và chiến dịch bàn tay sắt để dần siết chặt tất cả những cái tiếng nói bất đồng với quan điểm của ông Tập Cận Bình với Đảng Cộng sản trong nước. Và cũng như Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn, Nhậm Chí Cường được coi là thuộc nhóm Thái Tử Đỏ, hay còn gọi là Hồng Nhị Đại, tức là những người hậu duệ của thế hệ cách mạng đầu tiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là hình ảnh trụ sở của Bộ Thương mại Trung Quốc. Ông Nhậm Chí Cường với biệt hiệu Đại Bác, 69 tuổi, quê ở tỉnh Sơn Đông, gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 1974. Bố của ông Nhậm Chí Cường là Nhậm Tuyền Sinh. Ông Nhậm Tuyền Sinh nằm trong số thế hệ nhà cách mạng đầu tiên lập nên nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nên con trai ông có nhiều mối quan hệ với giới tinh hoa chính trị của Trung Quốc. Ông Nhậm Tuyền Sinh sinh năm 1918 và mất năm 2007, từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc, và vợ ông từng là một quan chức trong chính quyền ở Bắc Kinh. Thì như vậy là đây là những người thuộc lớp tinh hoa, lớp Thái Tử Đỏ.
và ông Nhậm Chí Cường gia nhập Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc vào năm 1969 và làm kỹ sư và sau đó trở thành trung đội trưởng. Ông này rời quân ngũ vào năm 2018 và trở thành trưởng phòng tập đoàn Hoa Viễn Bắc Kinh từ năm 1984. Ông Nhậm trở thành phó chủ tịch tập đoàn này vào năm 1988, rồi chủ tịch tập đoàn này vào năm 1993 và nghỉ hưu vào tháng 3 năm 2015. Ông này có bằng thạc sĩ luật Đại học Nhân dân Trung Quốc, tức là học ở Trung Quốc mà thôi. Vào năm 2010, China Daily đưa tin ông Nhậm với tư cách là chủ tịch tập đoàn bất động sản Hoa Viễn có mức lương cao nhất trong số lãnh đạo 258 công ty niêm yết. Mức lương của ông này là 7,07 triệu nhân dân tệ, tức là tương đương với khoảng 1,04 triệu USD một năm. Và ông có biệt danh là Nhậm Đại Bác bởi lối nói thẳng, quyết liệt hiếm có của ông trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, và khá nhiều người đã ngưỡng mộ với cách hành xử cũng như là cách nói của ông thẳng thắn như vậy. Và đây là hình ảnh chụp tweet của tiến sĩ Hàn Liên Triều, nghiên cứu viên thỉnh giảng của Sở Nghiên cứu Houston, Mỹ, đăng tin về Nhậm Chí Cường. Ông Nhậm Chí Cường cũng không chỉ là một lần phát biểu bài viết phê phán và phê bình Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông từng nói, trong tình trạng hiện tại của Trung Quốc, trách nhiệm xã hội duy nhất của chúng ta chính là tất cả các vị ngồi tại đây, các vị nỗ lực đứng lên, xô đổ bức tường trước mặt chúng ta, xây dựng chế độ xã hội dân chủ của chúng ta. Ông đã nói như vậy, rất rõ ràng và đanh thép. Và việc mất tích của Nhậm Chí Cường trước đó đã thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận, bạn bè ông, những người có ảnh hưởng ở trong và ngoài nước cũng có những động thái để gây áp lực lên chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc và yêu cầu phải đưa vụ việc này ra ánh sáng và giải thích rõ ràng. Và vào ngày 13 tháng 3, tiến sĩ Hàn Liên Triều, nghiên cứu viên thỉnh giảng của Sở Nghiên cứu Houston ở Mỹ đã trích dẫn nguồn tin trên trang tweet và cho rằng Nhậm Chí Cường vào ngày 12 đã bị Ban Kỷ luật Thanh tra Bắc Kinh giam giữ bí mật tại Trung tâm Đào tạo Ban Kỷ luật Thanh tra thành phố Mãng Sơn ở ngoại ô Bắc Kinh. Tức là một số bộ phận trong đó thực ra là nhà tù bí mật của Đảng Cộng sản Trung Quốc chuyên giam giữ những cái người mà họ cho rằng là gây ra cái sự nguy hiểm đối với Đảng, hoặc là những cái người phản đối Đảng Cộng sản, hoặc là những cái người phản đối Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, là rất nhiều người đã bị bắt vào cơ sở bí mật đó để nhốt. Vào ngày 17 tháng 3, Hàn Liên Triều trích dẫn tin tức trên mạng ở Đại Lục và những thông tin nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng vụ án Nhậm Chí Cường được coi là vụ án lớn quan trọng của Ủy ban An toàn Quốc gia. Bất kỳ ai cũng không được nhúng tay vào, gây can nhiễu đến việc phá án. Ông nói rằng Nhậm Chí Cường bây giờ đã trở thành một từ nhạy cảm trên mạng. Hơn nữa, trên mạng ở Đại Lục bắt đầu lan truyền các video của CCTV, tức là Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, về Nhậm Chí Cường từ 4 năm trước. Ông cảm thấy lo lắng cho Nhậm Chí Cường, tức là cái người bạn của ông ta. Và một Nhậm đại ca đi ngược lại với chỉ đạo của Đảng Cộng sản, thì dù có hậu duệ của công thần lập nước cũng sẽ bị Tập Cận Bình trừng phạt. Phần đời còn lại của ông Nhậm sẽ ra sao thì vẫn là một câu chuyện chưa có hồi kết, và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bàn tay sắt của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ làm gì với những công dân của họ, cũng giống như của Đảng Cộng sản Việt Nam làm y hệt như vậy đối với các công dân của Việt Nam. Và nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc ngày càng siết chặt tự do ngôn luận trong nước. Cũng lúc này, đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang cướp đi bao nhiêu sinh mạng của người dân vô tội. Bộ máy đàn áp của Bắc Kinh đang hoạt động hết công suất nhằm che đậy thông tin, giấu giếm tội ác của người dân Trung Quốc và thế giới. Và đương nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng bắt chước hình thức này, và vừa qua các bạn cũng đã chứng kiến rất nhiều những người viết ở trên mạng xã hội đã bị bắt giữ, đã bị phạt tù và bị phạt rất nhiều tiền. Đấy là cái điều mà các nước độc tài thường vẫn bắt chước nhau. Và những đất nước theo thể chế chủ nghĩa cộng sản nào cũng như vậy mà thôi. Độc đảng, độc tài, độc quyền, ăn cắp của công và tham nhũng vô độ, nó đặc biệt độc ác với nhân dân, thì quan rất giàu có, không thể giải trình được, người dân thì rất đói khổ. Và nhất là trong đại dịch này, người dân càng khổ hơn vì họ không thể kiếm được tiền để sống. Và tại Trung Quốc hay tại Việt Nam, Đảng Cộng sản cần phải bị thải loại để thay bằng thể chế dân chủ, tự do, cùng một nhà nước pháp quyền, đem đến cho mọi người dân một cuộc sống tốt đẹp hơn trong thời gian tới. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 11 tháng 4 năm 2020.
Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn cập nhật được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.